thăm quan họ trở ra về. Có nhớ ơi, có nhớ chẳng ngô mà đến chúng tôi chẳng nghĩ. Ngày xuân miền quan họ với thời lượng không dài nhưng đã để lại trong lòng mỗi người chúng ta tình nghĩa khó phai và tình cảm chân quý của các miền di sản. Qua sum họp chúc mai đã để nhớ để thương trong lòng quý khách thập phương, trong lòng người quan họ Bắc Ninh Kinh Bắc. Xin được trân trọng cảm ơn các vị đại biểu khách quý cùng đông đảo nhân dân, quý khán giả, và xin được chia tay với các miền di sản. Chúng ta cùng chúc nhau đến hẹn lại.